chào quý vị bạn các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một ca sĩ rất là nổi tiếng, đó là ca sĩ Vy Oanh. Vy Oanh là ai? Tiểu sử sự nghiệp và đời tư scandal của ca sĩ Vy Oanh. Vy Oanh là một ca sĩ nổi tiếng qua dòng nhạc ballad. Cô được mệnh danh là Ngọc Nữ của ballad Việt trước khi liên tục vướng vào scandal. Mới đây nhất là vụ lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng và bị cấm xuất cảnh nên đã đăng video cầu cứu đến đất nước xứ sở cờ hoa do cô có quốc tịch bên đó. Ca sĩ Vy Oanh tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Oanh. Cô là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Việt Nam. Tuy nhiên cô được biết đến nhiều qua vai trò ca sĩ. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, nhan sắc tuyệt đẹp nên càng được nhiều khán giả biết tới. Cô chuyên hát dòng nhạc ballad nhẹ nhàng và ngọt ngào, được khán giả biết đến nhiều hơn qua các khúc Để Cho Em Khóc, Đồng Xanh. Ngoài vai trò chủ đạo là ca sĩ, cô còn tham gia một số bộ phim như Câu Chuyện Cuối Mùa Thu, Thiên Đường Vắng Em. Ca sĩ Vy Oanh sinh năm bao nhiêu? Ca sĩ Vy Oanh sinh ngày 28 tháng 9 năm 1985. Tuổi Ất Sửu, cung Hoàng đạo Thiên Bình. Ca sĩ Vy Oanh có chiều cao cân nặng bao nhiêu? Chiều cao cân nặng của ca sĩ Vy Oanh được nhiều khán giả quan tâm. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m58, cân nặng 48kg. Vy Oanh quê ở đâu? Ca sĩ Vy Oanh là con gái út được sinh ra trong một gia đình nghèo quê ở Phan Thiết, Bình Thuận. Hiện tại thì nữ ca sĩ đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó cô còn có quốc tịch Hoa Kỳ. Chồng Vy Oanh là ai? Chồng ca sĩ Vy Oanh là một doanh nhân Việt Kiều sinh năm 1970 có tên là Lê Thiện. Được biết trước đó chồng ca sĩ Vy Oanh là một kỹ sư xây dựng. Sau đó chồng nữ ca sĩ chuyển đổi ngành nghề và trở thành một doanh nhân bất động sản. Chồng Vy Oanh sở hữu khối tài sản giàu có, cơ ngơi hoành tráng cả trong và ngoài nước. Vy Oanh bị cấm xuất cảnh vì sao? Thực hư chuyện ca sĩ Vy Oanh bị cấm xuất cảnh chưa biết thế nào. Tuy nhiên những ngày đầu tháng 4 năm 2023, một đoạn clip có sự xuất hiện của nữ ca sĩ và ba đứa con trên chiếc xe hơi. Nội dung trong đoạn clip: tôi là Nguyễn Thị Mỹ Oanh, quốc tịch Mỹ. Tôi có ba người con, và hai con lớn của tôi đều mang quốc tịch Mỹ. Tôi làm clip này với mong muốn luật sư của tôi làm việc, yêu cầu chính quyền Mỹ can thiệp để bố mẹ con chúng tôi có thể quay về Mỹ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Tôi vô tội, nhưng hiện tại chúng tôi bị cấm xuất cảnh tại Việt Nam. Hiện tại thì tốc độ lan truyền của clip là nhanh chóng mặt, phía cơ quan chức năng cũng như phía ca sĩ Đồng Xanh cũng chưa có lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên nếu clip có nội dung thật thế này thì chuyện bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo nữ ca sĩ là có thật chăng? Trước đó thì nữ ca sĩ bị công an triệu tập theo đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Phương Hằng, với nội dung lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Vy Oanh bị bắt chưa? Hiện tại thì ca sĩ Vy Oanh chưa bị bắt. Tuy nhiên cô từng bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ về hành vi của mình theo đơn tố cáo của ông Tuấn, con trai bà Hằng vào ngày 24 tháng 3 năm 2023. Trước đó thì con trai bà Phương Hằng cũng tố giác 35 cá nhân, trong đó có nhà báo Hàn Ni, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Trần Văn Sĩ, Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng. Năm 2022, nữ ca sĩ Đồng Xanh có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, là chủ tịch công ty Chính Phú Đại Nam, đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước. Mặc dù bà Phương Hằng đang bị tạm giam, tuy nhiên con trai bà Phương Hằng có đơn tố giác ca sĩ Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Hiện tại thì chuyện lùm xùm giữa nữ ca sĩ và bà Nguyễn Phương Hằng chưa dừng lại. Ca sĩ Vy Oanh có mấy đời chồng? Nữ ca sĩ giọng ca Đồng Xanh có mấy đời chồng khiến nhiều khán giả quan tâm. Được biết nữ ca sĩ quê Bình Thuận có một đời chồng, đó chính là doanh nhân Việt Kiều Lê Thiện. Sinh năm 1970, ca sĩ Vy Oanh theo đạo gì? Ca sĩ Vy Oanh theo đạo gì được khán giả quan tâm, đặc biệt hơn sau khi clip cô kêu cứu xuất hiện. Được biết nữ ca sĩ theo đạo Thiên Chúa Giáo. Cũng chính vì thế nhiều tác phẩm âm nhạc của cô có mang màu sắc của tôn giáo, cũng chính vì theo đạo Thiên Chúa, kết hợp với niềm đam mê âm nhạc. Hành trình sự nghiệp của ca sĩ Vy Oanh. Ca sĩ Vy Oanh sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Bình Thuận. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô hành trang đến miền đất Sài Gòn để tiếp tục việc học. Tại đây cô được một người phụ nữ giàu có nhận làm con nuôi, sẵn sàng tạo điều kiện để cô đi du học. Tuy nhiên Oanh đã chọn học tại trường nhạc Việt thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra trong một gia đình.
đình nghèo ở nông thôn nên nữ ca sĩ luôn ý thức được việc học hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng thường xuyên làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học, kiếm tiền gửi về quê để giúp ba mẹ kéo điện. Trong một lần đi theo bạn đến tham gia chương trình Hát Với Nhau, Vy Oanh được bạn nói với người quản lý mời lên sân khấu, và đó cũng chính là bước khởi đầu đến với sự nghiệp ca hát của Oanh. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng, cô lựa chọn theo dòng nhạc ballad. Thời điểm đó, những bài hát nổi tiếng thường được phát trên nền tảng online, nên Oanh cũng đã chịu khó đầu tư vào nền tảng này. Nhờ đầu tư có công phu, cô nổi tiếng qua những bản hit như Đồng Xanh, Flea, nhờ những bản hit thời điểm đó. Tên tuổi của Oanh ngày càng được nhiều người biết đến. Nhắc đến cô, khán giả nghĩ ngay đến những giai điệu nhẹ nhàng, du dương và ngọt ngào. Không chỉ nổi tiếng là một ca sĩ, Vy Oanh còn lấn sân sang lĩnh vực sáng tác, làm MC. Khi sự nghiệp đang lên thì nữ ca sĩ tuyên bố bất ngờ là sẽ lên xe hoa. Điều này khiến cho nhiều người tiếc nuối. Sau khi ập gia đình thì cô ít khi xuất hiện hơn mà chỉ tập trung vào gia đình và kinh doanh riêng. Những bài hát của ca sĩ Vy Oanh, những bài hát nổi tiếng của nữ ca sĩ đáng kể như Mưa Nhạt Nhòa 2009, Em Rất Nhớ Anh 2011, Flea 2012, Buông Tay 2013, Đồng Xanh 2013, Đường Tình Chia Hai 2019, Màu Xanh Noel 2021, Bài Thánh Ca Buồn, Yêu Lại Người Hôm Qua, Những Điều Mẹ Chưa Kể, Mưa Trên Biển Vắng và rất nhiều ca khúc nổi tiếng khác nữa. Ngoài những ca khúc nổi tiếng thì Vy Oanh còn tham gia một số bộ phim như Siêu Mẫu Xì Trung, Thiên Đường Vắng Em, Câu Chuyện Cuối Mùa Thu. Với những thông tin về đời tư và sự nghiệp ca sĩ Vy Oanh được Sáu Bời Vlog cập nhật, hy vọng đã cung cấp những thông tin cần thiết cho quý bạn đọc. Hẹn quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.